Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều doanh nghiệp đã sớm quay lại hoạt động để kịp tiến độ làm hàng. Ghi nhận không khí làm việc tại nhiều nhà máy, hoạt động sản xuất đã diễn ra tương đối sôi động ngay từ những ngày đầu năm. Các doanh nghiệp thực phẩm vẫn là những doanh nghiệp khởi động sau Tết sớm nhất, thường là từ mùng 2 hoặc là mùng 4 Tết. Nhiều doanh nghiệp này, 60% công nhân đã quay trở lại nhà máy làm việc với tâm lý ổn định. Doanh nghiệp cũng nhận nhiều đơn hàng hơn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau Tết. Tăng lương thưởng, tặng vé xe, tổ chức chuyến xe đưa đón, tặng tiền thưởng cho công nhân quay lại làm việc đúng lịch là giải pháp mà doanh nghiệp này thực hiện để kéo công nhân quay trở lại nhà máy. Bởi vậy mà doanh nghiệp có thể hoạt động ổn định ngay sau kỳ nghỉ lễ. Mà vô làm cũng không khởi, ăn Tết mấy ngày thôi rồi vô làm để mà mình không có vô thì công ty đâu có người vô làm. Nói chung là làm thì cũng có lợi cho mình mà cũng có lợi cho công ty. Cố gắng hết bằng mọi cách đó là để giữ cho cái mức tiền thưởng của công nhân và người lao động là ít nhất là trừ bằng và cao hơn so với năm rồi, và trong đó có khoảng 20-30% là cái tiền thưởng cao hơn so với năm rồi. Doanh nghiệp này cũng trở lại sản xuất từ mùng 4 Tết với khoảng 70% công nhân và gần như ổn định hoạt động sau kỳ nghỉ lễ. Để làm được điều này, bên cạnh các chế độ lương thưởng, doanh nghiệp cho phép công nhân ở xa được về quê sớm đón Tết. Mặt khác, tăng tiền lương thưởng, tiền sản xuất nhằm giữ một phần công nhân ở lại thành phố, giúp nhà máy hoạt động đúng kế hoạch. Dồn hết cái lực lượng sản xuất ở một cái thời điểm cao nhất với cái là cái sản lượng cao nhất, có thể kể cả tăng ca, làm cả ca ngày và ca đêm để mà đáp ứng được cái nguồn hàng cao nhất, là sau đó chúng tôi có thể là giãn ra sau Tết cũng vậy. Sắp xếp là những cái cán bộ công nhân viên, những cái lao động trực tiếp sản xuất thì làm sau Tết để chúng tôi tổ chức sản xuất sớm. Và chiến lược của doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp là sợ mất người lao động, thì thông qua các cái biện pháp chăm lo lương thưởng Tết thì nó sẽ mới là giữ chân được. Hầu như các doanh nghiệp đều nghĩ đến cái việc này, mặc dù cái tài chính ta rất khó khăn, ta cũng phải chạy vậy, ta tìm nguồn. Khảo sát nhiều doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đa số các doanh nghiệp đều đã ổn định tâm lý công nhân và sản xuất trở lại từ mùng 7 hoặc là mùng 8 Tết. Riêng các doanh nghiệp dệt may có thể sẽ thiếu khoảng 5-10% công nhân do một số lao động về quê sau đại dịch vẫn chưa trở lại.